Sư mẫu Anh Thư mang hào quang trở lại sau 10 năm vắng bóng. Không chỉ nổi tiếng qua loạt vai diễn đình đám ở Những Cô Gái Chân Dài, Tuyết Nhiệt Đới, 10, Anh Thư cũng được nhớ đến là một siêu mẫu với những thành công nhất định. Ở thời điểm này, cái tên Anh Thư lại càng nóng hơn khi cô bất ngờ quay trở lại mạnh mẽ với con đường nghệ thuật. Đi chấm thi một chương trình thời trang nổi tiếng, Anh Thư gây chú ý với diện mạo nổi bần bật. Vì muốn tái hiện hình ảnh nhân vật tạo nên tên tuổi của mình trong phim truyền hình Tuyết Nhiệt Đới, Anh Thư đã mang theo bên mình một chú heo mọi khi tham gia thảm đỏ sự kiện. Cô chọn bộ cát sút liền với chất liệu da bóng, phối chiếc mũ rộng vành và hoàn thiện tổng thể với khuyên tai xích bản lớn. Với việc xuất hiện tại một sự kiện vào hôm 15 tháng 3 vừa qua, Anh Thư đã trở thành tâm điểm quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Trên các diễn đàn cũng chia sẻ đoạn clip được quay vội nàng siêu mẫu đình đám này. Liệu có còn xinh đẹp và thần thái như những bức ảnh được trau chuốt kỹ trước đó? Câu trả lời là có. Với đoạn video ngắn vài giây, Anh Thư chinh phục mọi ánh nhìn bởi gương mặt xinh đẹp, trẻ mãi không già cùng body chuẩn nét. Mọi bước đi, ánh mắt, cử chỉ của nàng siêu mẫu cũng toát lên nét cuốn hút khó có thể cưỡng lại. Từng là một tên tuổi rất đình đám của làng mốt Việt, việc Anh Thư rời sàn diễn đã để lại nhiều điều tiếc nuối với khán giả. Song trong thời gian gần đây, nữ siêu mẫu đưa người hâm mộ sang cảm giác hạnh phúc phấn khích khi trở lại mạnh mẽ với nghệ thuật. Ở lần comeback này, Anh Thư vẫn nổi bật với gương mặt, góc cạnh quyến rũ, sắc sảo, vóc dáng nóng bỏng dù đã trải qua một lần sinh nở. Điều đặc biệt là nét từng trải trưởng thành được tôi luyện qua thời gian. Là người mẫu thuộc thế hệ thập niên 2000, thế nhưng khi trở lại với showbiz, Anh Thư vẫn biết cách làm mới bản thân mình. Cô cập nhật những xu hướng ăn mặc, trang điểm, làm tóc bắt kịp với giới trẻ. Những sải bước trên sàn catwalk hay phong cách tạo dáng trước ống kính của cô vẫn hút mắt, đẳng cấp và phảng phất cả nét mới mẻ. Còn nhớ, ở thời điểm năm 2018, dù chỉ xuất hiện vài giây với vai trò khách mời trong phim điện ảnh Tháng Năm Rực Rỡ, thế nhưng Anh Thư đã ngay lập tức gây bão truyền thông. Cuối năm 2021, nữ diễn viên trở lại đảm nhận vai trò vedette trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Minh Châu tại tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021. Trên sàn diễn, cô tỏa ra hào quang của một đệ nhất vedette một thời. Trong những hình ảnh video hậu trường photoshoot, Anh Thư khiến những người hâm mộ của làng mốt Việt phải trầm trồ bởi khả năng pose dáng, thần thái quá chuẩn chỉnh và đẳng cấp. Không khó hiểu khi vừa mới trở lại showbiz, nhưng Anh Thư đã được giao cho những vị trí cầm cân nảy mực ở những chương trình người mẫu thời trang nổi tiếng. Nhiều người cho rằng dù vắng bóng suốt một khoảng thời gian dài, thế nhưng hào quang của Anh Thư không hề lụi đi mà là chờ thời để sáng rực trở lại. Với sức hút dữ dội đó, nàng siêu mẫu này dường như là cái tên khiến bất kỳ ai trong làng mốt hiện tại cũng phải ngưỡng mộ và dè chừng. Nữ diễn viên Anh Thư sinh ngày 16 tháng 4 năm 1982. Là diễn viên kim người mẫu nổi tiếng quen thuộc với khán giả Việt, được mệnh danh là đệ nhất vedette của thập niên 2000, với nét đẹp kiều diễm cùng với sự thành công từ bộ phim Những Cô Gái Chân Dài mà Anh Thư dần quen thuộc với khán giả truyền hình từ đó cho đến nay. Diễn viên Anh Thư là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi thành công cả về diễn xuất phim trường và cả sàn catwalk. Cô luôn được khán giả nhiều thế hệ nhớ đến nhờ ngoại hình mặn mà quyến rũ cùng với lối diễn xuất tự nhiên cuốn hút. Hình ảnh cô bắt đầu phủ sóng từ năm 2004 cho đến ngày nay. Dù có nhiều khúc mắc trong hôn nhân, nhưng Anh Thư vẫn giữ được hình ảnh và tên tuổi với nhiều khán giả truyền hình. Nữ siêu mẫu kim diễn viên Anh Thư có tên thật là Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ra trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Nhưng nhờ vào ngoại hình siêu mẫu mà tên tuổi cô có dịp được đóng phim và tiếp xúc với khán giả truyền hình. Nhờ vậy mà cô cũng từng được gọi là siêu mẫu điện ảnh trong thời kỳ đỉnh cao ở showbiz Việt. Theo nhiều nguồn thông tin uy tín mà chúng tôi có được, diễn viên Anh Thư sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng có nguồn tin cho rằng cô là người gốc Huế và sau đó gia đình cô chuyển vào Nam ở thế kỷ trước. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa thể xác thực được chính xác của thông tin này. Sự nghiệp của diễn viên Anh Thư lên xuống qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ lúc còn là một người mẫu tiềm năng cho đến khi ở đỉnh cao diễn xuất và những nét thăng liên hồi mà Anh Thư đã cống hiến trong suốt hành trình nghệ thuật của cô. Anh Thư và Duyên vợ chồng hơn 10 năm trước khi ly hôn. Thanh Long và Anh Thư quen nhau từ năm 2000 khi cùng là người mẫu trong câu lạc bộ thời trang Hoa Học Đường, nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Long mất 4 năm theo đuổi đồng nghiệp và thường xuyên đưa đón, săn sóc cô. Anh Thư từng chia sẻ nhiều kỷ niệm về giai đoạn yêu nhau nồng thắm khi người yêu chở cô đi diễn bằng xe gắn máy. Họ luôn bên nhau như hình với bóng.
năm 2004, Diệp Anh Thư ra mắt bộ phim Những Cô Gái Chân Dài, Vũ Ngọc Đảng, phim điện ảnh đầu tiên mà cô đóng, cả hai làm đám cưới. Sau khi kết hôn, Thanh Long giả từ sang các quốc để tập trung làm giám đốc công ty quản lý người mẫu PL do anh thành lập. Ngoài hỗ trợ chồng, Anh Thư còn là giám đốc công ty Việt Model, chuyên đào tạo các người mẫu nhí từ 4 đến 14 tuổi. Anh Thư được chồng tiếp tục ủng hộ công việc làm mẫu và đóng phim. Một thời gian dài, họ thường cùng xuất hiện ở các sự kiện. Cả hai được xem là cặp đôi đẹp của showbiz Việt bởi yêu nhau từ thời tay trắng và bên nhau gầy dựng mái ấm sự nghiệp. Năm 2007, bé Tiểu Long chào đời trong niềm hạnh phúc của vợ chồng Anh Thư và Thanh Long. Trong một bài phỏng vấn, chồng người mẫu chia sẻ hạnh phúc khi có người vợ hoàn hảo, luôn sống vì gia đình và nấu ăn ngon. Hôn nhân của họ cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt, nhưng cả hai biết giữ gìn tình cảm đã vun đắp trong nhiều năm. Hai vợ chồng Anh Thư, Thanh Long thường xuyên xuất hiện cùng với nhau ở các sự kiện giải trí. Năm 2011, họ đến mừng đôi Trấn Thành Đoan Trang đoạt giải cặp đôi hoàn hảo. Thỉnh thoảng, Thanh Long và Anh Thư đưa con trai đi sự kiện. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô may mắn khi có hai bên nội ngoại hỗ trợ trông con để cô yên tâm đóng phim. Năm 2012, Anh Thư tham gia cuộc thi Bước Nhảy Hoàng Vũ. Thời điểm này, tin đồn gia đình cô rạn nứt đã dấy lên, tuy nhiên người mẫu phủ nhận. Năm 2013, người đẹp xuất hiện bên ông xã Thanh Long và con trai Tiểu Long trong tiệc tất niên của công ty người mẫu PL. Hình ảnh này phần nào đập tan dư luận về chuyện tình cảm đổ vỡ của cô. Từ năm 2014, doanh nhân Thanh Long hầu như không còn xuất hiện cùng với Anh Thư và con trai trong các sự kiện hoặc bộ ảnh chung. Thỉnh thoảng, chân dài khoe hình con trai càng lớn càng chững chạc. Lúc 7 tuổi, Tiểu Long đã cao 1m45. Hiện tại cô tập trung làm việc, tích lũy tiền bạc để lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Cô cho biết vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ.